đấy nha. Nói lần cho sớm không biết là không. Alo, quán thịt dân tràn ở đâu à? Nhất rồi. Thank you.
how and kiss me, kiss me. Kiss me, kiss me. Cô biết anh đi là cà, anh sẽ đeo vào áo gà. Em thì đang rung ta hết ca. Thằng cô biết bắn một tên gái đùng. Anh nghe hai ta lùng bùng. Nghe là chưa biết xé má tình mà tay thích tầm lưng. Nhà anh không có giàu, anh đi xe lẹp đều. Em không chứ anh đều. Và thì ngồi lên xe anh đều. Để trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương. Anh rất thích anh. Này ơi, nó tôi thương mình. Mùa xuân hoa nở lung linh đầu xinh, cơn cây đang trên cây mây, anh đang lên tình ca mới. Trong em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Biết một ai là khi thì trong ý suy là ta thể mong với em đã vui hơn xuân vì ta đã gần bên nhau. Cầm tay đang trong tay anh đấy, anh đang lên mình cao mới biết tặng em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Tiếng một ai là khi từ trong những suy nặng bao thật mong đời em đã vui lòng xưa vì ta đã gần bên nhau. Cầm tay đang chết tay anh đấy, anh đang lên mình cao mới biết đời tặng em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Tiếng một ai là khi từ trong những suy nặng bao thật mong để em đã vui lòng xưa vì ta đã gần bên nhau. Love you, I have. Kiss you, love you, I have. Kiss you, love you, I have. Kiss you, love you, I have. Kiss you. Sau cả nhà mình lại nhờ là có một chàng liên tiếp là đưa cả nhà ngủ theo siêu siêu quà của Lâm Ca tặng cho em nha. Không hát thể loại kia nữa đâu, mình sợ mọi người ngủ lắm ạ. Hát tặng mọi người một bài quái này là quái nha. Mọi người muốn nghe bài không? Mọi người muốn nghe thôi để cái gì để hát tặng mọi người bài hát. Hay hả? Hay không? Còn lắc không ạ? Mọi người ơi, còn lắc không ạ? Cháu sẵn rồi, còn vô cùng phải là... Ok, mình lắc tay nha. Rồi, tỉnh vậy nè. Cho mọi người quay đi chia luôn nha. Thì mọi người thứ năm sau thì em sẽ bán hát bài uống trà sao nhé. Thứ năm sau em có định thức uống trà nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi người ta lại quay lại năm sáu lần cùng người nhớ.